Yên là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là quê hương của nhiều nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ít ai biết rằng có hai người quê Hưng Yên từng giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước. Đó là đồng chí Lê Văn Lương, quê ở làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, và đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết, quê ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Đồng chí Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1912 trong một gia đình nhà nho tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Ông là em ruột của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Công Hoan. Sinh ra ở một địa phương có truyền thống hiếu học và yêu nước, đồng chí Lê Văn Lương đã kế thừa được những phẩm chất cao quý của gia đình, dòng họ và quê hương. Năm 1927, khi mới 15 tuổi là học sinh trường Bưởi, đồng chí đã tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được tư tưởng Nguyễn Ái Quốc dẫn đường. Đồng chí Lê Văn Lương luôn thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn được hiến thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách thực dân phong kiến. Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 6 năm 1929, đồng chí gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đến khi Đảng Cộng sản ra đời, đồng chí trở thành đảng viên. Đến tháng 3 năm 1931, đồng chí bị chính quyền thực dân Pháp bắt và giam tại Khám lớn Sài Gòn. Năm 1933, đồng chí bị kết án tử hình cùng với 7 người khác, sau đó được giảm xuống án chung thân và bị đày ra Côn Đảo. Tháng 9 năm 1945, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí được đón về Nam Bộ tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Bộ. Đầu năm 1947, đồng chí được cử làm bí thư văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng. Năm 1948, làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Năm 1949, đồng chí Lê Văn Lương được cử kiêm nhiệm giám đốc đầu tiên của trường Nguyễn Ái Quốc, trường Đảng ở Trung ương từ năm 1949 đến năm 1956. Tháng 2 năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương. Hòa bình lập lại năm 1954, đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đầu năm 1959, đồng chí giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Ban bí thư. Năm 1973, đồng chí được phân công kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Từ năm 1976 đến năm 1986, đồng chí Lê Văn Lương được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị điều động và phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu gương sáng về lòng tận tụy, trung thành, cần kiệm, liêm chính, luôn đặt lợi ích cách mạng lên trước hết và trên hết. Đặc biệt, trên cương vị là Bí thư Thành ủy Hà Nội trong 10 năm, từ năm 1976 đến năm 1986, đồng chí Lê Văn Lương đã cùng tập thể Thành ủy, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thủ đô đạt được nhiều thành tích quan trọng trên mọi mặt công tác, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, đối ngoại, quốc phòng an ninh, khoa học, kỹ thuật, trở thành điểm sáng để các địa phương trong cả nước học tập, noi theo. Nắm vững chủ trương của Trung ương, vận dụng sáng tạo và điều kiện đặc thù của Hà Nội, đồng chí luôn giữ vững quan điểm phát huy nội lực thủ đô, lấy sản xuất làm gốc để giải quyết các vấn đề nhức nhối trên mặt trận phân phối lưu thông. Mặt khác, đồng chí chủ trương nêu cao ý thức tự lực tự cường, tiềm năng và sức sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân Hà Nội, đồng thời kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở ở cấp phường, quận, tập trung sự chỉ đạo điều hành sát sao của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố trong những lĩnh vực khó khăn, gay gắt nhất. Song song với phát triển kinh tế, đồng chí Lê Văn Lương đã chỉ đạo thành công việc cải tạo hạ tầng đô thị. Hạ tầng giao thông vận tải được mở mang với những công trình trọng điểm như cầu Thăng Long, cầu Trương Dương, sân bay Nội Bài. Đồng chí Lê Văn Lương từ trần ngày 25 tháng 4 năm 1995 tại Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội, thọ 83 tuổi. Với gần 70 năm hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Lê Văn Lương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Đồng chí Lê Văn Lương, nhà lãnh đạo có nhân cách cao đẹp, trong sáng, sống có tình có nghĩa với đồng chí đồng bào, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại tướng Nguyễn Quyết, tên khai sinh là Nguyễn Tiến Văn. Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1922 tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nay là Phó Chủ tịch nước, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đại tướng Nguyễn Quyết đã dành trọn cuộc đời cho Đảng, cho Nhà nước và quân đội. Ông sớm tham gia cách mạng. Tháng 11 năm 1944, Đảng và Bác Hồ chỉ định đồng chí Nguyễn Quyết làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay đồng chí Lê Quang Đạo đi nhận công tác khác, trở thành người đứng đầu ban lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, trực tiếp phụ trách công tác quân sự. Ông đã cùng các đồng chí trong Thành ủy vừa chỉ đạo vừa trực tiếp tổ chức xây dựng huấn luyện và tìm nguồn vũ khí, trang bị quân sự cho các đội tự vệ vũ trang, công nông một cách khôn khéo ngay trước mũi quân thù. Vào thời điểm cách mạng tháng 8 năm 1945 diễn ra, đồng chí Nguyễn Quyết khi đó mới 23 tuổi. 5 năm tuổi đảng nhưng đã là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Quân sự trong Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội, Ủy viên Chính trị Ủy ban Quân sự Hà Nội. Tháng 8 năm 1945, khi nghe tin Nhật đầu hàng đồng minh, mặc dù chưa nhận được quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc, nhưng căn cứ vào chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, của Thường vụ Trung ương Đảng ngày 12 tháng 3 năm 1945 và quyết định khởi nghĩa của Sứ ủy Bắc Kỳ, nhận thấy thái độ của Nhật án binh bất động, cố thủ trong doanh trại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết đã triệu tập hội nghị ngay trong đêm 17 tháng 8 năm 1945 để đề ra một số quyết định lịch sử. Hà Nội tiến hành khởi nghĩa vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, đánh đổ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân. Lực lượng chủ yếu là quần chúng cách mạng, có lực lượng quân sự làm nòng cốt hỗ trợ đắc lực. Hà Nội khởi nghĩa bằng lực lượng tại chỗ, không chờ quân giải phóng từ chiến khu Việt Bắc về, chờ sẽ mất thời cơ. Đây là một quyết định đúng đắn, đầy tự tin, chủ động sáng tạo và cũng rất độc đáo với một phương thức rất phù hợp, sát với tình hình thực tế của Hà Nội, nhưng cũng rất táo bạo, quyết đoán vì nó xảy ra ở một vị trí chiến lược trong khi chưa nhận được lệnh của Trung ương. Thành ủy Hà Nội đã không thụ động chờ đợi, không ỷ lại mà quyết đoán dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng trong tình thế cấp bách ở một thời cơ có 102 trong lịch sử. Trên cơ sở nắm vững tình hình ta và thái độ của địch, với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm phụ trách quân sự, đồng chí Nguyễn Quyết đã triệu tập hội nghị Thành ủy mở rộng, quyết định chớp lấy thời cơ, dùng phương thức nổi dậy bằng lực lượng chính trị của quần chúng, có lực lượng tự vệ làm nòng cốt, giành chính quyền thắng lợi trọn vẹn. Đây là một quyết định rất sáng tạo, rất kiên quyết và rất kịp thời với tinh thần tự lực cao, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta, giành thắng lợi quan trọng ở một vị trí chiến lược, trung tâm đầu não của kẻ thù. Đây cũng là cống hiến rất lớn của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội cả về ý nghĩa, thực tiễn và lý luận, cung cấp cho Trung ương một phương thức mới rất độc đáo, không theo khuôn mẫu nào để lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thắng lợi trong toàn quốc, trong tình hình thế và lực của địch đã thay đổi. Dấu ấn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết thể hiện sâu sắc ở quyết định này. Hà Nội đã khởi nghĩa theo đúng kế hoạch vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 và giành thắng lợi trọn vẹn. Sau đó, đồng chí Nguyễn Quyết được Đảng Bác Hồ cử Nam Tiến làm chủ nhiệm chính trị Liên khu 5, chính ủy, kiêm tư lệnh quân khu 3, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, sau đó trở thành đại tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6, ủy viên Ban Bí thư khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 4, khóa 7, khóa 8. Đại tướng Nguyễn Quyết hội tụ đầy đủ những phẩm chất, đức tính cao đẹp của người cộng sản kiên trung, là vị tướng tài năng, đức độ và mưu lược, giỏi về quân sự, vững vàng, sắc sảo, nhạy bén về chính trị, là tấm gương sáng về vượt khó vươn lên, một lòng vì nước, vì dân. Ông đã trở thành một vị tướng quân đội, một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đầy đủ trí dũng, nhân tín, liêm trung cho các thế hệ cách mạng hôm nay và mai sau học tập, noi theo.